nguồn tin nói tôi là Tức Duyên là đệ nhất nhà tiên tri trần dần cố vấn tối cao cho Tổng thống Donald Trump, hiện tại đang bị vấn đề Tức Duyên bị vấn đề về di trùng. Cái đó là hoàn tin đó hoàn toàn thất thiệt. Hôm nay tôi cũng nói cho quý vị nghe tất cả là cái chuyện đó không có. Trân trọng kính chào quý vị và bà con trong nước.